Hôm nay là 2 tây tháng 4 năm 2018. Kính thưa Thủ tướng, kính thưa quý các giới chức trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, kính thưa quý nhân sĩ, trí thức, cùng các anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh. Tôi là Kelly Triệu Thanh Hoa, là đại biểu đại tá của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Mạo muội lên đây để chia sẻ, nói về đường lối của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tại sao chúng ta phải trưng cầu dân ý? Chúng ta trưng cầu dân ý để làm gì? Có mục đích gì? Có phải Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời hướng về lòng dân hay không? Người dân muốn gì? Có phải người dân có muốn sống với chế độ cộng sản hay không? Với chế độ cộng sản là một chế độ ác độc, tàn bạo, cướp của, giết người, không có nhân tính, vô thần. Hay là các bạn, các anh, các chị, các cô, các bác muốn sống, muốn Việt Nam Cộng Hòa trở về hay không? Lý do tại sao trưng cầu dân ý quan trọng như vậy? Một cách khác, các bạn có biết đánh cờ domino không? Trò chơi domino như là dây chuyền. Chỉ cần một người dân dám đứng lên, đứng ra trưng cầu dân ý, bầu cho Thủ tướng Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, thì người dân khác cũng tràn theo làm như vậy. Đó là trò chơi domino. Nhưng mà tại sao mình phải bầu Thủ tướng Đào Minh Quân mà không bầu những ông khác? Thủ tướng Đào Minh Quân có tài, có trí, có mưu lược, có đạo đức, chưa bao giờ lấy tiền của dân mà còn phục vụ, mà còn là đôi giày của dân. Sao tại sao dân không chịu thử đôi giày này? Tại sao người dân lại thờ ơ đến như vậy? Rồi trưng cầu dân ý, đây là một cuộc chiến, một cuộc chiến không đổ máu, không tốn một viên đạn nào cả, các anh chị em. Rồi tại sao trưng cầu dân ý? Mình lấy 5 triệu phiếu để làm gì? Mình khởi động lại hay là khơi lại Hiệp định Paris năm 1973, ký kết với quốc tế, rồi tổng tuyển cử? Bởi vì chính phủ có dân, và chính phủ khi mà đã có dân rồi thì mình đâu có cần giành dân để làm gì, đúng không ạ? Mặt khác, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời muốn thúc đẩy ICC ra tòa hình sự quốc tế. Cái ICC này nghĩa là gì? Nghĩa là mình đưa tội nhân, gọi là tội đồ của dân tộc, là 19 tên tội đồ cộng sản, đầu sỏ cộng sản Việt Nam, ra tòa hình sự quốc tế. Mà mình thưa luôn cả hàng tàu cộng, nó diệt chủng dân ta với 15 tỷ đô la của Mỹ. Con số đó không phải là ít. Đến nỗi mình cũng phải thưa luôn cái vụ kiện của Formosa. Tại sao? Tại sao Formosa, Biển Đông, cá chết? Nó đâu có vô lý như vậy. Cho nên đây là một cuộc chiến, một cuộc chiến gọi là bồi thường cuộc chiến, bồi thường cho cái thiệt mạng mà dân ta phải gánh chịu. Tụi cộng sản tại sao nó muốn triệt hạ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mình?
bởi vì nó biết được chính phủ, nó biết được thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời còn thì là quân lực Việt Nam còn. Cho nên chúng ta phải cùng nhau đoàn kết, luôn cả những các anh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thức tỉnh đi, đừng có thờ ơ nữa. Cái thờ ơ đó là mất nước đó các anh, các chú, các bác. Đừng lạnh lùng, đừng vì chữ ta mà bỏ quên cái nước của mình, bỏ quên người dân của mình đang đau khổ. Hãy đứng lên đi. Đứng lên để đuổi Tàu Cộng ra khỏi nước Việt Nam. Dân mình sẽ ấm no hạnh phúc. Còn thờ ơ như vậy không có lợi. Cho nên hôm nay Kelly Triệu dám đứng ra để nói lên tiếng nói của người dân và xin yêu cầu tất cả các anh chị em, các cô, các chú, các bác, quốc nội hay là hải ngoại, hãy theo cái đường lối của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, bầu cho Thủ tướng Đào Minh Quân có lợi, không có hại. Kelly Triệu xin cảm ơn và chân thành muốn nhắn nhủ đến tất cả các đồng bào, không nên sợ và hãy đứng về chính phủ. Đây là một con đường chánh nghĩa, chính danh, chính danh, chính nghĩa và là chính lược. Có chiến lược đàng hoàng, có đường lối đàng hoàng, không phải là muốn làm gì thì làm. Kelly xin một lần nữa cảm ơn các quý đồng bào, các anh, các chị, các cô, các bác, các chú. Hãy hướng về tổ quốc của mình và bầu cho Thủ tướng Đào Minh Quân một lá phiếu là một viên gạch, để mai sau mình không có hổ thẹn với đất nước. Xin kính chào.